Sau đây là chương trình thi đấu của giải nhất, giải mở rộng. Ban tổ chức xin giới thiệu đội cấn tất dự của Thạch Thất với trang phục đai đỏ. Đá nhất thắng gặp đội Văn Tùng của Gia Lâm với trang phục đai xanh. Điều khiển chính trọng tài Nguyễn Đăng Quang. Hai đội chú ý nghe hiệu lệnh trọng tài chống xe đạp. Trọng tài đã ra ký hiệu, hai đội chuẩn bị, hiệp thi đấu thứ nhất bắt đầu. Vâng, về quan sát chuyên môn, hai đội rất là cân sức, cân tải. Hai đội cũng đã từng trùng hàng cân thi đấu của giải quốc gia. Giây phút thi đấu đầu của hiệp nhất, của hiệp thứ nhất. Do vậy hai đô đang thi đấu trên tinh thần thăm dò đối ngược rất là quan trọng. À, lúc này thì Cấn Tất Dự vẫn rất tiếc đã ra ngoài rồi. Vừa qua thì Cấn Tất Dự đã thực hiện một kỹ thuật bông một hoàn thiện, đã sàn xong, thế nhưng rất tiếc là sới hơi chậm, đã ra ngoài và trọng tài buộc phải lùi còi để hai đội vào giữa sới tiếp tục thi đấu. Thì Cấn Tất Dự đã sang sau hoàn thiện và đang tìm cách đánh bỏ đối phương. Vâng, rất là dễ dàng. Đối với một hiện tượng thì kỹ thuật thoát bò rất là hoàn thiện. Chỉ cần dùng động tác ngoài người ra phía trước rất nhẹ thôi thì cũng đã thoát được khỏi tình huống nguy hiểm. Tiếp tục thi đấu. Vâng, lợi thế lại thuộc về Cấn Tất Dự. Vâng, rất là nhanh, rất tiếp trong tình huống rồi chưa hề thua. Có cả hội đồng trọng tài cũng như là hàng vạn khán giả đã chứng kiến. Nếu như vật dân độc mà trắng bụng thì đã thua, thế nhưng luật vật lệ làng và ban tổ chức đưa ra thể lệ trắng bụng và phải lấm cả hai vạn. Mời luật vật dân tộc toàn quốc nhất bảo, nếu như đô nào chỉ cần bị đổi hai thoát chân lên thôi cũng thua cuộc. Thế nhưng thể lệ của hội vật chúng ta thì phải nhất toàn thân đối phương lên khỏi mặt sới mới là thắng cuộc. Thank you.
đặc biệt. Đúng là hai kiện tướng thi đấu với nhau. Nếu như chỉ vâng một kỹ thuật cuối cùng tuyệt vời đã sang sau hoàn thiện. Nếu như trong đoạn vật tự do thì vừa qua Văn Tùng đã giành điểm, sang sau hoàn thiện đã giành 2 điểm. Thế nhưng ở vật dân tộc này thì chưa nói lên điều gì. Vâng, rất là nhanh, một kỹ thuật phản đòn tuyệt vời. Rất tiếc là sới hơi hẹp. Mời rồi. Tiếp tục thi đấu. Đúng là bề dày về thể lực của cả hai đội. Có thể lực tuyệt vời, sức bền thể lực phải nói là tuyệt vời. Vâng, một kỹ thuật đánh má tuyệt vời. Chỉ lắc nhẹ thôi thì đã sang sau hoàn thiện. Vâng, để đáp lại sự cống hiến của hai đội thì nhân dân khán giả của chúng ta rất là tuyệt vời, đã đáp lại bằng những lời động viên, những pha cổ vũ động viên đầy ý nghĩa cho hai đội. Và lúc này thì trận thất dự của Thoại Tháp đã sang sau hoàn thiện. Trọng tài nhập cân ạ. Xin nhắc lại là thể lệ của ban tổ chức là không được phép dùng kỹ thuật đánh đài. Nếu như luật vật dân tộc, các hàng đô đám phố thì được phép sử dụng kỹ thuật dùng đài. Thế nhưng đây là đài để chỉ phân biệt màu cờ sắc áo của hai vận động viên, do vậy không được dùng kỹ thuật đánh đài. Trận thi đấu tiếp theo ở lèo số 37, Đỗ Trường của đội 4 đứng đầu lèo, Văn Minh của đội 2 xin đeo. Mời đội bảo sợi. Xin mời trọng tài Nguyễn Đình Đệ và đội trưởng.